bài múa thật là hay. Và ở trong đây thì đã Linda biết là bài múa này anh Tịnh sẽ là người nổi nhất. Ở Linda nghe với anh Tịnh đó nha. Phụ đoàn Cánh Gà Trắng từ Oxnard bay rất là xa quý vị ơi, bay rất là xa từ Oxnard mà bay về tới đây đó. Thành ra xin mời quý vị cho Phụ đoàn Cánh Gà Trắng một tràng pháo tay thật lớn. Xin mời quý vị thưởng thức.
thầy cô cũng như là đồng hương, những học sinh có mặt ngày hôm nay.